Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình cho ngày hôm nay. Hôm nay á, thì mình sẽ cho các bạn xem thành quả của một tháng à, không, 3 tuần mà mình nuôi những em tôm kiểng con của mình đã phát triển như thế nào nha. Và hôm nay là mình sẽ thu hoạch những em đó để cho nó qua một cái hồ lớn hơn, tại vì tụi nó to quá rồi. Như các bạn đang thấy đây á, thì đây là cái hồ trước của nó. Thì hồ này được là tầm khoảng chừng 50 gallon thì cũng khá là nhiều nước đó. Nhưng mà cái hồ này vẫn còn bé so với tụi nó và nước cũng đã dơ rồi, do đó thì các bạn thấy nó đục ngầu là mình mới bắt đầu bỏ mấy cái vật độc lập nè. Cái hồ trước đó các bạn thấy là bị lọc, mình để chung thì vừa nơi trú ẩn cũng như là lọc nước cho mấy em tôm kiểng luôn. Bây giờ mình bỏ ra, mình bắt mấy em ra thì mình bắt được một mớ rồi đây, thì còn lại khoảng chừng tầm 20-30 con trong đó nữa thì mình sẽ hút nước ra. Còn đây là thành quả là các bạn, các bạn thấy không? Quá trời chi vân chít luôn. Số lượng trong này chắc cũng phải cỡ tầm 60-70 con đó các bạn. Và có một số con, con này hình như đang lột xác hay nó mới lột xác xong nè. Này, đó. Thì số lượng trong đây cũng có 60-70 con. Và trong cái hồ đấy thì cũng còn khoảng tầm đâu đó nữa là tầm 20 con nữa đó. Một lứa của mình đây, tụi nó lớn khá đồng đều. À, từ này là tôm kiểm trắng hết nha các bạn. Thì bố mẹ nó đều là màu trắng. Thì mình đang cố tạo ra một loại màu trắng khác nữa, nó cao hơn màu trắng bình thường, thì nó gọi là Spectrum. Thì nó sẽ trắng trắng ngà luôn á, đẹp lắm. Mà không biết hy vọng đời này nó sẽ có ra được không. Thì bố là trắng ngà, còn mẹ là trắng bình thường. Đó, mình ép hai con đó vô và nó ra được bầy này. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho những em này vô trong một cái hồ mới và sắp bắt những em còn sót lại trong hồ cũ và mình phân chia ra. Đó, chứ để chung là tụi nó sẽ ăn thịt hết với nhau luôn. Ok, để trước khi cho vô hồ mới á, thì mình sẽ chuẩn bị một số nơi trú ẩn mới dành cho những em tôm kiểng. Thì lúc nó còn bé thì nó trú ẩn trong mấy cái đá mà mình làm đá lọc á, rất là tốt. Nhưng mà bây giờ đã lớn rồi thì tụi nó sẽ cần một nơi trú ẩn riêng. Thì mình trước đây mình sử dụng là những cái viên đá có lỗ, bây giờ mình sử dụng những cái ống nhựa như thế này và mình sẽ dùng cái một cái máy cắt đó, cái kéo cắt ống nhựa và mình cắt nhỏ ra. Cái này là mình đã làm rồi và thí nghiệm xài rất là tốt cho những em tôm kiểng. Bây giờ mình sẽ áp dụng cho tụi nó luôn, một bầy rất là nhiều. Và đây là 6 cái hồ mà mình sẽ chuẩn bị nuôi những em tôm kiểng nè các bạn nè. Thì dung tích của hồ này bằng nửa cái hồ nãy. Đó, nhưng mà mình sẽ chia nhỏ ra cho nó đỡ ăn thịt lẫn nhau. Các bạn biết tôm kiểng nếu mà các bạn nuôi chung á, một số lượng lớn á là chặt hồ á, là nó sẽ ăn thịt lẫn nhau khi mà tụi nó một con trong tụi nó lột xác, thì lúc nó rất là yếu và nó mềm èo như tôm cua luộc á. Thì đó là các bạn có thể bóp nhẹ nó chết liền, nên đó mấy con anh chị em của nó sẽ ăn thịt nó liền. À, sau khi tốn mình hết 15 phút thì mình đã làm xong. Ở đây là tầm khoảng chừng 30 cái, ở đây thì tầm khoảng 40, đây cũng vậy tầm 40. À, với số lượng như vậy là dư sức rồi. Thì mình sẽ chia đều ra cho những em nằm ở trong ba khung này trước. Còn nếu mà còn sót lại thì mình sẽ đẻ lên ba cái khung ở trên này. Đó. Ba cái thùng ở trên này thì mình làm trước thôi, chứ mình chưa có dự định bỏ vô. Tạm thời để coi số lượng của tụi em nó như thế nào. Và mình sẽ bắt những em to con ra trước. Những em nhỏ mình sẽ để ở trong những cái hồ khác thì nó sẽ an toàn cho những em nhỏ hơn. Ok, bây giờ nước có đóng xuống rồi các bạn nhìn thấy nó dễ hơn này. Đó, đúng rồi, nãy mình đoán em này không sai luôn, mới lột xong các bạn, mềm mèo à. Tại vì khi nào mà một em nó mới lột xong ấy, các bạn thấy cái vỏ của nó không? Đó, nó khác xa với những cái em khác là nó sẽ trắng đục đẹp lắm. Còn những em kia là nó sẽ hơi đục đục, đục xíu. Đó, các bạn thấy không? Em này lột lâu rồi. Và khi các bạn đụng vào nó thì nó sẽ không có chạy đâu được ấy, tại vì nó yếu quá. Đây nè, như con này chẳng hạn này, đó, nó mới lột xong á, đâu có mình chạy đâu, đó, tận hợp, mới lột xong mình để vô, nó chạy không có được, nó búng người không có được, à. Nhấc lên cái là mình mèo luôn, thấy con bên cạnh nó không? Để lên cái là nó sẽ búng liền, còn con này không có búng được. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành thả những em này vô ha. Sau khi mình thả những em đó vô thì các bạn sẽ thấy là những em đó sẽ bắt đầu khám phá cái không gian mới, đó, nó cứ chạy lòng dễ thương không? Thì những em này nó sẽ đi kiếm một lòng vòng một hồi tầm 10 phút. Sau đó nó sẽ chui vô những cái ống mà mình đã chuẩn bị cho tụi nó. Và khi nó thích chui vô rồi á, thì tụi nó ít khi nào mà nó ra lắm. Và các bạn sẽ ít thấy mấy em nó nằm ở ngoài.
tụi nó sẽ thích chui trong đó hơn. Nhưng mà khi mà các bạn cho nó ăn á, thì tụi nó sẽ lao ra như một lũ điên, nó lao ra đồ ăn liền. Đó, bắt đầu là nó đánh nhau. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Thì hôm nay thì mình chỉ muốn khoe cho các bạn xem những em tôm kiện sau 3 tuần của mình thì nó như thế nào. Thì mình sẽ tiếp tục update cho các bạn xem những em tôm kiện này sau một tháng nữa. Thì thường á, tầm là một tháng 3 tuần, gần 2 tháng thì mình sẽ bán những em này đi. Vì nó lớn rồi thì mình phải bắt buộc phải bán đi, và mình giữ lại một số thôi để mà tiếp tục mình ép tiếp. Và các bạn thấy video này của mình hay ấy, thì các bạn đừng quên cho mình một like, đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một video mới nhất.